rau bún và tôm mực và cá được cô bỏ sẵn ở trong cái tô. Vô phiếu giùm chị đi em ơi, chị không có lấy tiền đâu nhé. Con em ăn rồi. Đây, thì đầu bếp hướng dẫn cho du khách mua phiếu để lại mua những cái món tại quầy này. Chúng ta sẽ thêm quan cái gian hàng ở chợ ẩm thực các món ngon của các nước trên thế giới. Hôm nay ta sẽ khám phá cái gian hàng có phở chua Lạng Sơn nè, bún riêu, bún ốc nè, và đặc biệt là bún súng Vũng Tàu. Đây là bún súng Vũng Tàu. Đây là bún chua Lạng Sơn. Ta có thể thấy đây là những cái nguyên liệu của món bún chua Lạng Sơn. Đây là tô bún riêu. Đây, bún riêu. Đây, cô đầu bếp đang múc những cái nguyên liệu dành cho một tô bún riêu. Một cái màu đỏ, một cái màu cà chua tự nhiên của món bún riêu. Đây là cái gian hàng mà cô vừa múc cái tô bún riêu cho khách. Cô bán gian hàng với trang phục áo bà ba và quần đen của ngày xưa, của một cái phong cách rất là thôn quê, rất là mộc mạc, giống hình ảnh của mấy cô của cái thời ngày xưa. Cái bún súng Vũng Tàu á, nguyên liệu riêng biệt của nó là cái gì con? Tương bần. Dạ, nấu với tương bần. Nấu với tương bần. Nước lèo của nó là cá, tôm, mực. À, nước lèo là có tôm mực và chả nữa. Cá hả con? Cá bớp là cá biển. Vì sao người ta gọi là bún súng cô ạ? Là do mình sử dụng dùng cái rau súng này. Đây, cái rau màu tím tím là rau súng nên gọi sẽ gọi là bún súng Vũng Tàu chứ các bạn. Hay là xuất xứ của Vũng Tàu. Xuất xứ từ ngày trước giờ là bún súng ở Vũng Tàu nên gọi là bún súng Vũng Tàu. Đây, những cái nguyên liệu chính của cái món bún súng Vũng Tàu. Cá nè, tôm nè, và phía này là mực. Bún hoặc là những cái món ăn thường thường là sẽ có hành phi tự làm và cái hành hành lá sắc nhỏ để tạo nên cái hương vị thơm ngon, đi kèm cùng rau. Bún chua Lạng Sơn là thường thường vì sao gọi là bún chua Lạng Sơn con? Cái này là bún chua Lạng Sơn, là bún Cao Bằng Lạng Sơn, phải của mình. Là của đất Cao Bằng Lạng Sơn. Là sao gọi là bún chua con? Về nước lèo chua. Và mình sử dụng cái rau gì để ăn kèm con hả? Nó không có rau chị. Là không có rau. Đây. Đầu bếp sẽ quậy cái nồi bún súng Vũng Tàu là như chúng ta coi, rất là nóng, rất là thơm, rất ngon. Cô có trong đó có cái bột những cái chất gì vậy cô? Là xả phải không cô ha? Nhưng mà khi nấu nước lèo thì mình nấu cùng với gì cô ha? Nấu với sữa nè. Là lúc trước là mình nấu tôm cá mực. Cái nước lèo của nó là dùng luộc tôm, là nước luộc tôm, là nước luộc cá, là nước luộc mực nha nó. Dạ dạ, tức là tôm mực cá là mình luộc, là mình dùng nước lèo luôn đó. Đây. Bà nói rồi. Cô
sẽ múc phở hay gọi là bún chua Lạng Sơn cho khách. Rồi, chị mời em gái. Phở, chị mời em gái. Những cái loại quầy thì sẽ mua luôn thức ăn và sẽ có những cái bàn ngồi chờ thế này để khách có thể dùng những cái món ăn của những gian hàng trong hội chợ. Mẹ ơi ngon không em? Dạ ngon lắm anh. Vị nó như thế nào em à? Đây cô đầu bếp đang chuẩn bị những cái tô bún sẵn, những cái tô này tô nhựa để cho khách và bún đĩa là sử dụng một lần cho phù hợp với lại cái lễ hội ẩm thực tại đây. Câu gì cô? Này thì khoai chua nó là khoai môn chiên em, tiếng người rau là khoai môn chiên đó hả cô? Ở đây khoai môn dắt khô xong rồi chiên để ăn cho cái món bún chua hoặc là phở chua Lạng Sơn đó các bạn. Và đây là những cái tô bún riêu được chuẩn bị sẵn. Bún riêu thì thường thường ăn với lại cái rau hỗn hợp như thế này. Để ăn với mẹ. Bé ăn bún xuống Vũng Tàu hả? Đó là độc đáo của công ty cổ phần Tường Sáp Việt Nam. Đây, các bạn có thể thấy. Đây. Những thức ăn trong quầy này ra những cái bàn này ngồi. Đây là quầy bún súng Vũng Tàu và những cái nồi bún, nồi nước lèo nè, vậy đang được đun rất là vậy sôi. Bây giờ nè con, lại đây. Đưa cái mật này cho phía màu cà chua, màu gia vị được sôi lên, mùi sọc vào mũi. Còn rau mực đây là phở chua, phở chua của Lạng Sơn. Ủa đây gì qua rồi? Bún riêu. Đây là phở Lạng Sơn hả? Đúng rồi, phở chua Lạng Sơn.
đây, một chị gái đang mua phở chua Lạng Sơn. Đây. Phở chua Lạng Sơn đã xong. Cho em một cái bún. Đây là cái tô bún riêu của du khách mới gọi. Đây là cái nồi bún riêu theo phong cách Nam Bộ, có đậu hũ nè, cà chua là đổ lên trên mặt, ngoài cái nước này là nước riêu cua nguyên chất. Đây là cô đang múc bún riêu cho du khách. Đây em ạ. Rồi đây là tô bún riêu. Bún riêu thì ăn với lại những cái rau thập cẩm này nha các bạn. Đây là ngày cuối cùng của lễ hội, rất là đông. Rất là đông du khách và những người dân cũng để tới đây tham quan cái lễ hội và dùng những cái món có trong cái lễ hội ẩm thực.